Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết U23 Đông Nam Á. Đội tuyển nữ Việt Nam có đội trưởng mới thay thế cho Huỳnh Như. Đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Palestine ở sân Thiên Trường. U23 Campuchia thắng hủy diệt ở trận gia quân U23 Đông Nam Á. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết của U23 Đông Nam Á. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định: "Chúng tôi hy vọng toàn đội sẽ có giải đấu thật tốt. Mục tiêu không gì khác ngoài việc đi tới trận đấu cuối cùng." Giải U23 Đông Nam Á 2023 có 10 đội, được chia làm 3 bảng. Các đội đá vòng tròn một lượt sẽ ra ba đội Nhật Bản và một đội Nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Đương kim vô địch Việt Nam nằm trung bảng C với Lào và Philippines. U23 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương từ ngày 20 tháng 8 với cuộc so tài với U23 Lào lúc 16 giờ. Sau đó hai ngày, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gặp U23 Philippines vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 8. Giới chuyên môn nhận định mục tiêu đầu bảng nằm trong tầm tay của U23 Việt Nam. Trong buổi họp báo trước khi các lượt trận vòng bảng U23 Đông Nam Á khởi tranh, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ một số khó khăn trong việc chuẩn bị. Ông cho biết. Chúng tôi có 2 tuần chuẩn bị, nhưng thực ra là các giải vô địch quốc gia vẫn tiếp tục thi đấu. Do đó U23 Việt Nam chỉ có một ngày duy nhất đội có đầy đủ thành viên ngày 13 tháng 8. Ở trận đấu giao hữu cuối cùng cùng với U23 Bahrain, chúng tôi chỉ thua trên lò sút lần lưu. Thừa nhận đến giải với tư cách là đương kim vô địch, huấn luyện viên U23 Việt Nam cho biết, lực lượng U23 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ trẻ. Chỉ có 3 cầu thủ 22 tuổi, đa số là 18, 19, 20 tuổi và đặc biệt có cầu thủ 17 tuổi. Tôi mong muốn các cầu thủ trẻ có sự thử thách, trải nghiệm ở giải đấu này. Chúng tôi hy vọng toàn đội sẽ có giải đấu thật tốt mục tiêu không gì khác ngoài việc đi tới trận đấu cuối cùng. Nhận định về các đối thủ sắp tới, huấn luyện viên Nghệ Khánh Hòa cho biết, đối thủ nào thì cũng như nhau, chúng tôi đến đây với sự tôn trọng cao nhất và thi đấu bằng những gì tốt nhất. Do đội U23 có nhiều giải đấu ở nửa cuối năm 2023 nên VFF quyết định chia làm hai đội. Theo đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội 2, chủ yếu là các cầu thủ U20 dự giải U23 Đông Nam Á 2023 và ASEAN 19. Còn huấn luyện viên Philip Chuze dẫn đội chính dự vòng loại U23 châu Á 2024. Cũng chiều nay, VFF tổ chức cuộc họp triển khai công tác tổ chức các trận đấu thuộc bảng C, vòng loại giải U23 châu Á 2024 do Việt Nam đăng cai. Theo kế hoạch, các trận đấu tại bảng C sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9 tại Sân Việt Trì với sự tham gia của 4 đội bóng, gồm U23 Singapore, U23 Guam, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam. Các đội tại bảng C thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Vòng loại lần này gồm 11 bảng, các đội đầu bảng và 4 đội nhìn xuất sắc nhất sẽ góp mặt tại vòng chung kết cùng với chủ nhà U23 Qatar. Theo lịch thi đấu đã được công bố, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận gia quân gặp U23 Guam vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 9, gặp U23 Yemen 19 giờ ngày 9 tháng 9 và gặp U23 Singapore cùng lúc 19 giờ ngày 12 tháng 9. U23 Campuchia thắng hủy diệt ở trận gia quân gặp U23 Đông Nam Á. U23 Campuchia đã có thắng lợi tương mực 5-0 trước U23 Brunei trong ngày gia quân giải U23 Đông Nam Á 2023. Cú đọ sức giữa U23 Campuchia và U23 Brunei trong trận đấu mở màn của U23 AFF Cup 2023 được đánh giá như hẳn về phía U23 Campuchia. Vừa nhập cuộc, đoàn quân của đội viên Gonzalez đã tạo ra thế trận tấn công áp đảo ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ngô Duy Lân. Chỉ 5 phút sau khi bóng lăn, U23 Campuchia đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ quả lật bóng bên phía cánh phải, Sorotana bật cao đánh đầu khi bàn thắng đưa U23 Campuchia vượt lên dẫn trước. 4 phút sau, thủ môn Ishak của Brunei lắm ngóng đưa bóng về lưới nhà, giúp U23 Campuchia nhân đôi cách biệt từ rất sớm. U23 Brunei chỉ biết cam chịu những đợt tấn công của đối thủ, mà dù vậy họ không để thủng lưới thêm bàn nào trong hiệp 1. Thay vào đó ngay đầu hiệp 2, U23 Campuchia có bàn thắng thứ ba và người lập công tiếp tục là Ratana với một pha băng cắt đánh đầu đẳng cấp. Những phút tiếp theo, U23 Campuchia tiếp tục dâng cao tấn công, nhưng mà đến phút 73, bàn thắng thứ tư mới đến với đoàn quân của Luis Gonzalez. Sau một pha tổ chức bóng trong khu vực 16-50 của U23 Brunei, Chan Rit dễ dàng để bóng cận thành để nâng tỷ số lên 4-0 cho đội nhà. Những phút cuối, U23 Campuchia giảm nhịp độ nhưng vẫn có thêm một bàn thắng do công của Pisay. Trung cuộc, U23 Campuchia đại thắng trong ngày ra quân trước U23 Brunei. Với kết quả này, U23 Campuchia tạm dẫn đầu bảng A. Vào lúc 20 giờ tối nay, trận đấu còn lại ở bảng đấu này giữa U23 Thái Lan và U23 Myanmar sẽ diễn ra. Đội tuyển nữ Việt Nam có đội trưởng mới thay thế Huỳnh Như. Bước sang tuần tập luyện thứ hai tại Hà Nội để chuẩn bị cho ASEAN 19, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung chia sẻ kế hoạch đội tuyển nữ quốc gia trong giai đoạn tiếp theo. Trong thời gian tới, đội tuyển nữ sẽ di chuyển đến Hải Phòng tập luyện và có một số trận đấu giao hữu tại đây. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, ngoài nhiệm vụ nâng cao thể lực và kỹ chiến thuật, chúng tôi có một số trận đấu để giả soát lực lượng. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ quốc gia sẽ có trận đấu giao hữu với đội lão tướng Hải Phòng. Đây cũng là dịp để chúng tôi tri ân cổ động viên bóng đá Hải Phòng luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt những năm vừa qua. Đặc biệt sau hơn 20 năm trở lại từ SEA Games 2003, đội tuyển nữ Việt Nam vô địch tại Hải Phòng. Huấn viên Mai Đức Trung cho biết. Quay trở lại với công việc tập luyện của đội, đánh giá về các cầu thủ trẻ sau tuần đầu tiên, huấn luyện viên Mai Đức Trung tỏ ra hài lòng về kết quả. Ông cho biết, mới tập được hơn một tuần, các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ và cố gắng, nói hơn các cầu thủ lớn tuổi sau World Cup. Điều này rất tốt Ban huấn luyện luôn động viên các cầu thủ trẻ trong tập luyện cần phải phấn đấu hơn nữa. Trước ban khoan về việc tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như có thể vắng mặt tại đợt tập trung này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có chia sẻ thẳng thắn. Chúng tôi đã chuẩn bị phương án nếu Huỳnh Như không thể cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ASEAN sắp tới. Vì Huỳnh Như có thể thi đấu cùng đội tuyển nữ Việt Nam là điều tuyệt vời, nhưng điều này phụ thuộc vào sự cho phép của câu lạc bộ Anh FC khi Huỳnh Như tiếp tục ký hợp đồng với câu lạc bộ này với các điều khoản ràng buộc. Nhà cầm quân đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định nếu Huỳnh Như không có mặt sẽ là điều đáng tiếc, nhưng ban huấn luyện cũng sẽ sắp xếp vị trí phù hợp trong đội hình trước mắt vị trí đội trưởng được trao cho tiền vệ phạm hải yến cùng hai đội phó là kim thanh và trương thị kiều bóng đá nữ việt nam còn nhiều lỗ hồng chúng ta vinh dự có mặt tại vòng chung kết world cup vừa rồi nhưng các bạn cũng biết trình độ còn hạn chế so với các đội tuyển cùng tham dự điều này đã được đề cập trong báo cáo tổng kết tôi cũng đề nghị các địa phương làm bóng đá nữ cần nhanh chóng đào tạo thêm có sự chung tay của tất cả mọi người bóng đá nữ của chúng ta mới tiếp tục có thể bước tiến được làm thế nào để bóng đá nữ việt nam có mặt ở kỳ world cup tiếp theo mới là điều quan trọng chúng tôi đang làm công tác trẻ hóa từ sau SEA Games, sau World Cup và sẽ tiếp tục sau đó nữa. Bởi nếu chúng ta chỉ có một đội hình sẽ thiệt hơn các nước khác. Một số các quốc gia khác cũng đang làm công tác trẻ hóa mạnh mẽ như là Thái Lan hoặc một số nước khác. Nếu chúng ta không kịp trẻ hóa sẽ bị lạc hậu. Huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ về công tác đào tạo trẻ của bóng đá nữ Việt Nam. Với câu hỏi về mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asia sắp tới, huấn luyện viên Mai Đức Trung nhận định cơ hội sẽ do các cầu thủ tự quyết. Ông nói, cơ hội này mở ra cho tất cả các cầu thủ trẻ. Đội hình sắp tới sẽ là xen kẽ các cầu thủ lớn tuổi và các cầu thủ trẻ. Nếu các cầu thủ thực hiện được ý đồ của ban huấn luyện, các cầu thủ sẽ có suất đá chính. Toàn đội cũng hướng tới mục tiêu giải quyết từng trận và tiến sâu tại ASEAN 19. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Chung cũng sẽ tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 19 tháng 8. Đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hạ Phòng trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị di chuyển sang Trung Quốc tham gia vòng loại ASEAN 19 từ ngày 22 tháng 9 tại Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Palestine ở sân Thiên Trường. Sân Thiên Trường được lựa chọn làm địa điểm thi đấu trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Palestine. Trong loạt trận đấu quốc tế FIFA Days tháng 9, đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với đội tuyển Palestine. Trận đấu này được tổ chức trên sân vận động Thiên Trường Nam Định ngày 11 tháng 9. Đây là lần thứ hai trong năm 2023 sân Thiên Trường đón đội tuyển quốc gia phải thi đấu. Và tháng 6, đội tuyển Việt Nam và Syria đã thi đấu tại đây và đội chủ nhà là tháng 1-0. Đội tuyển Palestine là đối thủ chất lượng cho thầy chó huấn luyện viên Philip Chuze, đội bóng này xếp hạng 96 thế giới. Sau đội tuyển Việt Nam một bậc, huấn luyện viên Philip Chuze cũng mong muốn đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển mạnh nhằm cọ sát chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Bên cạnh Palestine, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Hàn Quốc vào tháng 10. Trận đấu này nằm trong đợt tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc. Lịch thi đấu của trận đấu này vẫn chưa được công bố. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F cùng với các đội tuyển Iraq, Philippines và đội thắng trong trận đấu giữa Indonesia gặp Brunei. Bảng đấu này có điểm giống với vòng loại thứ hai World Cup 2022. Khi đó đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với đại diện Tây Á, UAE và các đội tuyển Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đối thủ khó nhất đối với đội tuyển Việt Nam ở bảng này là Iraq. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là cuộc đối đầu ở vòng bảng Asian Cup 2019. Khi đó, đội tuyển Việt Nam thua với tỷ số 2-3. Hành trình vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu bằng trận đấu với Philippines ngày 16 tháng 11. Mục tiêu mà VFF và huấn luyện viên đặt ra là giành suất dự vòng chung kết.